Ngày 8 tháng 3, Ariana Grande chính thức trở lại đường đua âm nhạc sau 4 năm với album phòng thu thứ 7 mang tên Eternal Sunshine cùng với ca khúc thứ hai We Can Be Friends, Can't Wait For Your Love. Ngay sau đó, nữ ca sĩ xuất hiện tại chương trình Saturday Night Live của đài truyền hình NBC trong vai trò khách mời nhằm quảng bá sản phẩm âm nhạc đến gần hơn với khán giả. Đáng chú ý, trong đoạn giới thiệu về hình ảnh thăm đều của chương trình, nhiều khán giả Việt đã phát hiện Ariana Grande xuất hiện trong bộ trang phục nằm trong bộ sưu tập thu đông 2023 của nhà thiết kế Trần Hùng. Với dáng vóc nhỏ nhắn vốn có, nữ ca sĩ toát lên vẻ ngoài trẻ trung, nữ tính khi lựa chọn thiết kế sở hữu phong dáng quay và chất liệu lụa hồng pastel ngọt ngào. Bên cạnh đó, chi tiết đính kết lấy cảm hứng từ hoa trà càng giúp cô trở nên nổi bật. Theo chia sẻ từ nhà thiết kế Trần Hùng, stylist của Ariana Grande đã liên hệ anh sau khi theo dõi các bộ sưu tập của nam nhà thiết kế tại London Fashion Week. Trần Hùng cho biết, nữ ca sĩ thích thiết kế nguyên bản và không yêu cầu chỉnh sửa bất kỳ chi tiết nào về trang phục. Chỉ lưu ý nhà thiết kế Việt Nam cần thực hiện theo đúng số đo mà ekip cô cung cấp.